Victor Zelensky. Rồi là ván đấu đầu tiên và Carlo Biado đã giành quyền phá bi trước, một cú phá bi tốt, ăn được con bi số 1, tuy nhiên lại tạo ra một cái khóm bi 4, 5, 6 và 9 ở góc phía dưới bên phải. Đến với trận đấu này thì ở vòng 32, Carlo Biado đã vượt qua cầu thủ Đặng Thành Kiên của Việt Nam với tỷ số 10-5. Xin chào bạn Vani, xin chào tất cả các bạn. Rất hân hạnh được đồng hành với các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta đang đi đến lượt đấu cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay rồi. Và đây sẽ là vòng 16 cơ thủ, sẽ có 8 trận đấu diễn ra đồng thời luôn. Vừa rồi thì Carlo Biado đã quyết định thủ bi ở con bi số 3 sau cái khóm bi 4, 5, 6 và 9 đó, và tạo ra một hình bi rất khó dành cho Victor Zelensky. Và anh đã thực hiện một pha bằng không tốt, một tình huống lỗi rồi, và vô tình đã tạo ra một hình bi cộng 4 và 6 cho Carlo Biado. Hình bi này thì anh hoàn toàn có thể gãi được con bi số 5 với con bi số 9. Và rất mong các bạn hãy chia sẻ luồng live này đến bạn bè và những hội nhóm để chúng ta cùng nhau thưởng thức trận đấu ở vòng 16 cơ thủ này. Vào ngày mai chúng ta sẽ có 3 vòng đấu cuối cùng, vòng tứ kết, bán kết và trận chung kết. Vừa để ý xong Carlo Biado như có một cái cơ mới thì phải. Như vậy là anh đã không thực hiện một pha đánh quá mạnh để gãi luôn bi số 5 và bi số 9, mà anh sẽ sử dụng bi số 4 để gãi, nhưng mà đó là một cú đánh không tốt. Con bi số 4 đang dính với con bi số 5 rồi. Mình bi không thể ăn trực tiếp con bi số 4 được. Carlo Biado đang ngắm xem là có thể cộng bi 49 ăn vào lỗ góc phía dưới bên tay trái hay không. Có vẻ là ngon, có vẻ là đánh được. Không, đó thật ra đó là một cú đánh với ý đồ ép con bi số 4 mượn má bi số 9 để ăn thôi. Một pha xử lý tình huống rất hay của Carlo Biado. Đúng rồi, như Carlo Biado là đổi cả chuôi cả ngọn P3 của mình, đổi sang ngọn Revo. Anh cũng có cho mình một cái bộ phá nhảy màu trắng nữa, là bộ màu mới nhất của Predator. Vâng, có các bạn ạ. Johan Chua thì cũng đã lọt vào đến vòng 16 cơ thủ rồi. Anh sẽ gặp Bernie Regalario thì phải. Và như vậy là tỷ số được mở 1-0 cho Carlo Biado ở ván đấu vừa rồi. Vừa rồi thì anh đã có một tình huống phá ra hình bi không được đẹp lắm, nhưng mà quyết định thủ bi ở con bi số 3 của Carlo Biado đã mang lại cho anh lợi thế ở ván đấu đầu tiên. Victor Zelensky là cầu thủ mà đã để thua Tuấn Con của chúng ta ở trận đấu trong nhánh thắng ngày hôm qua. Nhưng mà sau đó thì anh đã xuống nhánh thua và lọt vào vòng 32, và sau đó thắng một cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa cũng không nổi tiếng lắm ở vòng 32 với tỷ số 11, và bây giờ anh đã lọt vào đến vòng 16 rồi. Rất tiếc ở giải này thì các cầu thủ Việt Nam có 11 cầu thủ tham dự thì chỉ có 2 cầu thủ lọt vào được đến vòng 32 cầu thủ, đó là cầu thủ Đặng Thành Kiên và cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, nhưng mà cả hai cầu thủ đó đều đã bị loại với tỷ số 5-10 trước hai cầu thủ
rất mạnh của châu Á đó là Calobiado và Cobinhi rồi. Như vậy ở vòng này chúng ta không còn một đại diện nào cả. Nước chủ nhà Trung Quốc cũng không còn một đại diện nào bước vào vòng 16 cầu thủ này đâu các bạn. How to break 1-0. Lại một cú phá tốt cho Calobiado ở ván đấu thứ hai. Con bi số 2 đi vào đi hướng về lỗ góc phía trên bên tay phải rồi, một tình huống đẹp. Thì chúng ta cùng chờ xem tình huống bi số 4 đến bi số 9 này có dễ tháo gỡ hay không. Theo mình thì cũng không quá khó đối với một cầu thủ như Calobiado. Lấy má con bi số 3 ở một má khá mỏng thì có thể đánh sàng xê bi cái sang gãi vào đầu con bi số 9 được. Như vậy là anh đã không thực hiện một phương án đó. Có lẽ vừa rồi thì Calobiado muốn để một má dày hơn để có thể đánh sâu đầu gậy cắm ngang con bi cái sang va vào con bi số 9. Nhưng mà thực tế theo quan sát của mình ở giải đấu này thì có thể thấy là bàn ngoài việc lỗ khá nhỏ thì cái băng cũng rất nảy các bạn nhé. Băng bàn Rasson này cũng rất tưng. 10 seconds. It's technical. Rất khéo léo các bạn. Từ hôm rồi thì Calobiado đã đánh cắm sâu đầu gậy với lực rất mềm, xẻ mỏng con bi số 3 vào lỗ góc phía dưới bên tay trái. Quyết định chắc là để cộng con bi số 4 ăn bi số 9 đây. Một tình huống rất khó xử lý. Góc thì mỏng nhưng mà cái đầu gậy của Calobiado thì cũng sẽ phải cò tay ở phía trên con bi số 6 và bi số 8 nữa. Có lẽ sẽ thủ bi thôi. Vâng, thủ bi rồi. Một pha xử lý rất hay. Pha xử lý phải nói là cực kỳ kỹ càng ở con bi cái vừa rồi. Cho bi cái về va chạm con bi số 8. Đồng thời gãi luôn thế bi khó là bi số 6 và bi số 8 ra. Giữ con bi cái sau bi số 6. Một phương án xử lý cực kỳ chuẩn của Calobiado. Tình huống A1 băng. Mà tình huống này thì vẫn để hở khe qua khoảng cách giữa con bi số 5 và con bi số 9 để Calobiado có thể đánh ăn con bi số 4 rồi. Tình huống A băng của Victor Zelinski vừa rồi thì có lẽ anh đã đánh hơi bị mỏng ở con bi số 4 một chút, cho nên là anh đã không cân được con bi số 4 lên phía trên con bi số 9. Việc xử lý bằng lết thì Calobiado cũng không điều được quá kỹ con bi số 5. Tuy nhiên tình huống này thì không quá khó cho Calobiado, chỉ là một má hơi bị nghịch thôi. Không phải là một tình huống không thể xử lý được. Chúng ta đều biết Calobiado là cầu thủ có khả năng đánh chính xác cực kỳ cao. Và bây giờ chúng ta đang thấy là cái ý đồ của Calobiado khi giấu cái ở con bi số 3, xin lỗi các bạn, con bi số 4 và con bi số 9. Anh đã gãi con bi số 8 và con bi số 6 ra. Đó là một ý đồ mà đến 3 con bi sau chúng ta thấy là nó phát huy hiệu quả tối đa. Một pha xử lý, một ván đấu xử lý mang tính chiến thuật rất cao của Calobiado, phải nói là cực kỳ hay.
tỷ số nâng lên 2-0. Còn có một điểm chung của hai cầu thủ trong trận đấu này chúng ta là họ đều thi đấu với ngọn Revo và đều không dùng găng. Một hình ảnh không phổ biến. Nếu mà các cầu thủ chơi ngọn carbon thì thường họ sẽ dùng găng, nó đảm bảo cái độ trơn hơn. Còn nếu như mà không dùng găng thì cái ngọn carbon nó sẽ bị rít. Vâng, đúng rồi thưa bạn, hôm qua thì Victor Zielinski đã để thua trước Tuấn Con, nhưng mà anh rơi xuống nhánh thua chứ anh không bị loại luôn. Và xuống nhánh thua thì anh sau đó giành thắng lợi và tiếp tục giành thắng lợi ở vòng 32 cơ thủ để đến với trận đấu ở vòng 16 cơ thủ này. Và thưa bạn, ngày mai chúng ta sẽ có các trận đấu tứ kết, bán kết và chung kết luôn. Giải đấu này chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày mà thôi. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7. Ở trong các trận đấu đang diễn ra, chúng ta có một trận nội chiến Đài Bắc Trung Hoa giữa Cô Minh Trung và Chu Hùng Minh. Một trận nội chiến của Philippines nữa là Michael Feliciano và Jeffrey Roda. Johan Chua đang gặp đồng hương Bernie Regalario. Trận đấu của Aloysius Yap và Kayamoto vẫn chưa kết thúc ở vòng đấu 32. Cho nên Bukunlin vẫn đang chờ đối thủ của mình. Người thắng trong trận đấu đó sẽ gặp Bukunlin. Lại một lần nữa chúng ta thấy là Calobiado đã phá ăn được con bi số 1. Tuy nhiên con bi số 2 đang bị đuôi sau con bi số 9 mất rồi. Và một cầu thủ rất mạnh của Đức đó là Moritz Neuhausen đã vượt qua cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa Giang Yi với tỷ số 10-0 lận. Và đối thủ tiếp theo của anh lại là một cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa khác là Louis Chan. Cô Bình Nhi sau khi vượt qua Tuấn Con của chúng ta sẽ gặp Marvin Assis. Marvin Assis của Philippines cũng đã loại người em út là Cô Bình Han với tỷ số thì chưa được cập nhật, nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy trên bảng thi đấu là Marvin Assis đã lọt vào đến trận đấu gặp Cô Bình Nhi thôi. Calobiado đã quyết định thực hiện một pha đánh push out, cú đẩy bi an toàn. Tuy nhiên anh đã đẩy con bi số 5 vào phía trên con bi số 6 và tạo ra một tình huống ở phía lỗ góc phía trên bên tay phải. Vâng, giải này thì không có Federer và Joshua Filler các bạn ạ. Giải này thì không có quá nhiều cơ thủ ở phương Tây sang tham dự. Có lẽ nổi nhất là Moritz Neuhausen thôi. Ở Joshua Filler thì chúng ta đều biết mấy ngày vừa qua anh đã sang giao lưu và tham dự sự kiện của Predator ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. À, bằng tốt của Calobiado tạo ra một hình bi, con bi số 2 ở khoảng cách xa, và con bi số 5 đang tạo ra một cầu tay rất khó dành cho Victor Zielinski để có thể tấn công được. Không ngoại trừ khả năng là Zielinski sẽ tiếp tục thủ bi thôi. Ở trận đấu này thì là trận đấu của hai cầu thủ với lưới đánh khá nhanh. Victor Zielinski thì là cầu thủ đánh nhanh nhất của Ba Lan rồi. Dạ có bạn ạ. Và Ukunlin thì đang chờ người thắng của Aloysius Yap và Kaya Moruto. Người thắng thì sẽ gặp Ukunlin. 10 seconds. Trận đó có vẻ là rất căng thẳng, cho nên là trận đấu cũng chưa kết thúc được. Cân luôn, một quyết định cân luôn của Calobiado. Đánh quá hay. Nào bây giờ thì Calobiado sẽ đánh con bi số 3 vào đầu con bi số 5, ăn bi số 3, giữ cái điều bi số 4 và đồng thời sẽ gãi bi số 5 vào bi số 6.
tình huống tấn công cực kỳ hay của Calobiado. Hoàn toàn có thể đánh con bi số 3 này vào băng trước và va chạm vào phía dưới của con bi số 5 theo góc nhìn này của chúng ta. Ăn trực tiếp luôn, như vậy là con bi số 5 này vẫn nguyên đường. Nếu như Calobiado đánh ăn trực tiếp con bi số 3 vừa rồi thì con bi số 5 này vẫn nguyên đường để có thể đánh ăn được mà không sợ bị lỗi khi mà chạm con bi số 6 trước. Nhưng mà anh đã trượt ở con bi số 4 rồi. Có lẽ là Calobiado vừa rồi đã có quá quan tâm đến đường đi, đường điều con bi cái ra con bi số 5, cho nên là anh đã hơi bị mất tập trung ở việc đánh ăn con bi số 4. Đúng rồi, con bi số 5 này phải điều rất kỹ thì mới có thể còn đường được. Rất là khó hiểu khi mà Calobiado đã không thực hiện một cái cú đánh mượn má bi số 3, mượn má bi số 5 ăn bi số 3 trước đó. Như vậy là cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 đã bị Calobiado bỏ lỡ và đây là thời cơ dành cho Victor Zelensky. Có thể thấy là Zelensky cũng không hài lòng lắm với việc điều con bi số 7 vừa rồi hay sao ấy. Có lẽ anh muốn góc nó sẽ dày hơn một chút, má đánh sẽ dày hơn một chút. Không vấn đề gì đâu, thật ra là cũng cầu toàn một chút thôi. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 cho Victor Zelensky. Chúng ta có thể thấy là lỗ của bàn thi đấu này tương đối nhỏ, có lẽ cũng chỉ loanh quanh 4 inch thôi. Một bàn Rasson mà lỗ 4 inch thì nó sẽ rất khó đánh, tại vì băng của Rasson cũng hơi bị tưng. Còn đằng sau vị trí của Calobiado ngồi chính là vợ và con gái của nhà vô địch người Philippines. Họ luôn đồng hành cùng Calobiado trong những chuyến du đấu của mình. Ít nhất là vợ anh, nhiều khi thì các F1 của Calobiado cũng phải đi học nữa. Nhưng mà đây bây giờ đang là thời gian nghỉ hè cho nên là các cháu rất có thể là tham dự cùng bố ở những sự kiện như vậy. Rock 4, Victor to break. 1-2. Vâng, thưa các bạn, mình thì hiện nay mình không thể gửi được cái link lên. Các bạn có thể lên Digital Pool và tìm Lushan, sẽ thấy ngay. Bây giờ chúng ta đã ở vòng 16 cơ thủ rồi, vòng gần cuối rồi, ngày mai chúng ta sẽ còn 3 vòng cuối nữa thôi. Vâng, mình là Kỳ Trần, rất hân hạnh đồng hành cùng các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Cú phá của Victor Zelensky. Ta còn chờ xem anh có phương án nào để xử lý con bi số 2 này hay không. Con bi số 2 này thì không thể đánh ăn vào lỗ góc phía dưới con bi số 7 được. Có lẽ sẽ phải là một cú đánh mỏng con bi số 2 ăn vào lỗ giữa bàn với bên tay phải nếu như Victor Zelensky muốn thực hiện một phương án tấn công trong tình huống này. Nhưng mà con bi cái sẽ phải đi qua khe của bi số 3 và bi số 5 đồng thời né lỗ góc phía dưới bên tay trái ra. Rất khó, phương án đánh rất khó của của Victor Zelensky và anh đã thực hiện không thành công. Đánh vừa rồi lực mềm thì không an tâm, còn lực căng thì sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác.
seconds. External call. Còn với cái góc quay khi nào mà ban tổ chức người ta chuyển góc quay đến cái góc ở trên góc phía trên nhìn trực diện xuống ấy, các bạn sẽ thấy là lỗ này là lỗ rất nhỏ các bạn nhé. Nó không hề như cái lỗ của giải Scottish Open của Hoàng Sao đâu. Đây mình nghĩ là lỗ này cũng chỉ là 4 inch thôi, phù hợp với cả các lỗ giải Major mà Matchroom tổ chức. Còn lỗ giải UK Open thì nó vào khoảng tầm 3,9 inch, ở dưới 10 cm một chút. Còn tới bạn trận đấu của cầu thủ Tuấn Con thì đã kết thúc cách đây khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ rồi. Và cầu thủ Tuấn Con đã bị loại bởi Kobini rồi. Tỷ số là 5-10. Trận đấu mà Nguyễn Anh Tuấn cũng đã cố gắng rồi nhưng mà Kobini quá mạnh. Đây, còn vì này chúng ta có thể nhìn thấy lỗ giữa bàn là lỗ rất hẹp đây. Nào, Caloviado phải chấp nhận đánh có bị số 6 và má mỏng một chút. Caloviado dùng ngọn đen thì chắc là ngọn rề vô thôi, còn sai bao nhiêu thì mình chưa biết các bạn ạ. Đa số cầu thủ chuyên nghiệp thì họ dùng sai rề vô là 12.4. Calobiado thì anh đánh ngọn V là ngọn 12.9 hay 12.8 thì phải. Có lẽ là anh sẽ thích dùng ngọn lớn một chút. À, tỷ số là 3-1 cho Colobiado rồi. Thì huống phá đẹp nhưng mà lại phá tốt nhưng mà lại ra một hình bi khó dành cho Victor Zelinski ở ngay con bi số 2, và anh đã thực hiện không thành công một lỗ giữa bàn bên tay phải, và sau đó thì cơ hội trao lại cho Biado anh đã không bỏ lỡ. Các bạn, đây là giải đấu thuộc hệ thống World Ball Tour đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc. Và sau đây thì trong tháng 9 và tháng 12 sẽ có hai giải đấu nữa. Hai giải đấu đó sẽ đều mang tên là Zen and Yuan 8 Championship thì phải. Giải đấu lần thứ nhất và giải đấu lần thứ hai cùng tổ chức trong một năm luôn, chỉ cách nhau có 3 tháng thôi. Còn giải Rasson này thì Rasson là đối tác của World Ball Tour cũng như Matchroom rồi, cho nên là việc họ tổ chức một giải đấu ở Trung Quốc cũng là điều bình thường thôi. Bây giờ theo mình nghĩ là vẫn hơi bị muộn một chút. Nào, chúng ta cùng chờ xem tình huống này có bi số 2 có thể đánh ăn được hay không. Hình bi không thuận lợi lắm. Bi số 2 này có vẻ bị mát má bởi con bi số 3 rồi. Chúng ta cùng chờ xem nhận định của Calobiado trong tình huống này là gì. Còn hình như là Calobiado có dùng một cái loại gel hay là cái phấn rôm nào đó để bôi trơn nữa các bạn ạ, chứ không phải không có đâu. Nếu mà không có thì không thể đánh được ngọn carbon. Có vẻ là đẩy ăn được luôn đấy, ăn luôn lỗ góc phía trên bên tay phải. À không, thủ tướng thủ bi. Thủ tướng thủ bi hiệu quả đơn giản.
10 seconds. Your turn call. Uống đánh còng Marseille một chút ở con bị cái va chạm với số 2, cân đương bị số 2 lên. Nhưng mà để một hình bi đường riêng cho con bị số 2 rồi. Thì uống gần như thẳng tắp mà Carlo Biado sẽ chỉ cần đánh đứng bi cái thôi là có thể giải quyết được cái ván đấu này. Không thành công. Tình huống mà Carlo Biado đánh con bi số 2 bị văng một chút sang phía bên tay phải theo góc nhìn này của chúng ta. Rất khó một tình huống mà chúng ta thấy là lỗ rất nhỏ bị lắc. Hơi vội vàng một chút, quyết định đánh hơi vội vàng một chút của Victor Zelinski mất rồi. Nhưng mà anh đã để hết quyền gọi thêm giờ. Victor Zelinski đã sử dụng quyền gọi thêm giờ ở cú đánh trước, cú đánh Marseille con bi số 2, cân bi số 2 lên và rồi anh đã hết quyền gọi thêm giờ. Quyết định băng từ băng dài bên tay phải trong bối cảnh băng khá tưng thì anh đã không chạm con bi số 2. Có lẽ vấn đề ở những con bi còn lại sẽ là má con bi số 7 ra con bi số 8 thôi. Mình có một cái cảm giác gì đó. Có một cảm giác là hình bi này không đơn giản. Khoảng cách hơi bị xa. Không. Cái này có vẻ đẹp rồi, có vẻ đẹp cho Carlo Biado rồi. Một các bạn. Carlo Biado mặc dù đánh trượt con bi số 2 ở hình bi thẳng. Nhưng mà sau đó con bi số 2 đã ra đuôi sau con bi số 3 và Victor Zelinski thực hiện phá bằng không trúng được con bi số 2. Phá bằng có thể nói là cũng có tham vọng đánh ăn con bi số 2 trong tình huống đó nữa. Sau đó thì Carlo Biado với quyền đặt bi trong tay đã dọn bàn thành công, tỷ số là 4-1 rồi. Ông thì trọng tài này có một cái cách xếp bi là cô đùn ba con bi cuối vào, giống như cách xếp bi ở cái bộ môn tám bóng. Mình thấy là cái hình xếp bi đó thì nó sẽ làm xoăn cái phin lên một chút, chưa chắc đã được khít.
Củ phá bi của Calobiado không ăn được bi nào, nhưng mà chúng ta cũng chờ xem một hình bi như này thì có đường để tấn công bi số 1 hay không. Một khoảng cách thì tương đối xa nữa. Chỉ có thể đánh cân con bi số 1 lên thôi. Vitor Zelinski cũng không có nhiều phương án trong cú đánh vừa rồi. Còn tới bạn cầu thủ Đặng Thành Kiên thì đã để thua trước Carlo Biado ở lượt đấu trước. Anh chỉ lọt vào đến vòng 32 thôi và đó cũng là thành tích tốt nhất của cầu thủ Việt Nam. Đồng hành với cầu thủ Đặng Thành Kiên thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn cũng lọt vào vòng 32 nhưng mà để thua Cobin Yi. 10 seconds. Extension call. Cân luôn, quyết định cân luôn của Carlo Biado. Vừa rồi thì làm quyết định cân nhưng mà nếu như mà cân trượt thì con bi số 1 cũng sẽ bị giằng xuống phía băng ngắn phía dưới, còn con bi cái thì sẽ lên phía trên chỗ con bi số 9. Một phương án song công đến từ Carlo Biado. Và bây giờ là một cú đánh con bi số 2 ở một khoảng cách xa, má thì hơi mỏng. Không hiểu là con bi số 3 cái còn đường hay không. Nếu mà còn đường thì cái đường tấn công con bi số 2 này mới có hiệu quả được. À, lắc lỗ rồi. Cú đánh với lực lớn của Carlo Biado để bi cái dựng ra khỏi băng nhiều hơn mới có thể điều được con bi số 3 thì không rồi. Nếu mà đẩy êm thì con bi cái sẽ không ra được góc lớn như vậy. Làm tình huống không may nữa của Victor Zelinski. Một tình huống đã tính toán để giấu con bi cái xuống phía dưới con bi số 8 và có một đường đứng cạnh con bi số 6 nhưng mà nó va chạm quá nhiều con bi số 6, rơi luôn xuống lỗ góc phía dưới bên tay phải. Rõ ràng là Victor Zelinski không có được những hình bi thuận lợi trong trận đấu này và đến thời điểm này anh không có được cơ hội rõ ràng lắm, không có một cơ hội rõ ràng nào cả. Sẽ làm thì muốn đánh sâu đầu gậy để đưa con bi cái lên hai băng phía trên con bi số 9. Điều về con bi số 6 ở dưới này. Đánh rất thoát tay. Con bi số 6 này có vẻ là hơi thẳng. Rồi, điều bi số 7 ở lỗ giữa bàn phía bên tay trái. Vẫn xử lý tốt.
Và sẽ là 5-1 cho Calobiado. Carl wins the rock. Vâng, các bạn rất tiếc là cái hệ thống cập nhật tỷ số trực tiếp của giải đấu này thì không được tốt lắm, cho nên là họ mới chỉ để các trận đấu đang bắt đầu là không đều thôi. Có lẽ đến khi trận đấu kết thúc thì mới có thể cập nhật được kết quả cuối cùng. Còn khả năng cập nhật tỷ số trực tiếp thì lại không được trực tiếp lắm. Chúng ta không thể theo dõi được tỷ số các trận đấu đang diễn ra. Roxanne called to break. 5-1. Vâng, các bạn, AJ Manas thì bị loại rồi, chứ anh không được gặp cô Pin Chung. Bây giờ thì mới đang tranh vào vòng tứ kết thôi, cho nên là các cặp đấu tứ kết vẫn chưa lộ diện hết. Các trận đấu ở vòng 16 này mới chỉ đang vừa diễn ra, vừa bắt đầu thôi. Ngày mai thì chúng ta sẽ có các vòng là vòng tứ kết, bán kết và trận chung kết. Việt Nam mình thì đã bị loại hết rồi. Dừng chân ở vòng 32 rồi, đến vòng 16 này không còn ai. Chung hoàn cảnh với Việt Nam là Trung Quốc. Các cầu thủ Trung Quốc cũng đã bị loại ở vòng 32 hết. Tình huống này thì có ăn được hay không? Tình huống này không ăn được đâu. Vẫn ăn. Tình huống ăn gian lỗ khá xa của Calobiado với lực rất mềm. Mình cảm giác con đó, con bi đó đã bị rất dày rồi. Và gần đây mình có được vinh dự được giao lưu cùng cầu thủ Francisco Sanchez Ruiz trong đợt anh đến Hà Nội, thì anh có nói là lỗ nhỏ nhưng mà chúng ta đánh với một lực êm, và người ta anh ấy gọi đó là một lực mà lỗ sẵn sàng chấp nhận sai số ấy, thì vẫn ăn được các bạn ạ. Đánh ăn gian khoảng tầm 1 chấm hơn 1 chấm vẫn được. Chúng ta phải thấy là rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp ấy, họ đánh với một lực thật sự là êm, thật sự là mềm thì lỗ nhỏ một chút họ vẫn có thể ăn gian được. Họ có thể đánh vào thành băng và bi nó vẫn rơi. Còn ở cái level thấp hơn ấy, hoặc là trình độ nghiệp dư thì chúng ta hay đánh với một lực quá căng. Đánh với lực quá căng thì con bi đích nó sẽ bị tưng ra nhiều hơn sau khi va chạm vào băng. Dày rồi, chờ mãi thì Calobiado cũng đánh dày một con bi, cơ hội cho Viktor Zielinski. Rồi nó bị số 8 ở vị trí khá khó. Và chúng ta có thể thấy là Calobiado cũng không đánh với lực mềm trong tình huống vừa rồi. Đánh với lực mềm thì anh cảm giác không yên tâm, theo mình nghĩ như vậy. Vừa rồi phải cố gắng đánh vào giữa lỗ.
Thưa các bạn, Calobiado thì vẫn đánh gậy Predator thôi. Nhưng mà anh đổi sang ngọn Revo. Còn đổi từ bao giờ thì mình cũng không biết, bởi vì lâu nay thì cũng không được bình luận nhiều trận đấu. Giải đấu gần đây nhất mình tham gia bình luận là giải đấu Whirlpool Championship. Trong cả tháng 7 thì hệ thống Unibo Tour không có giải đấu nào cả. Bây giờ thì mới là cuối tháng 7 chúng ta có một cái giải đấu ranking, và sang tháng 8 thì sẽ có hai giải đấu là giải European Open và US Open. Cho nên là bây giờ mới thấy các Lobiado xuất hiện với cái ngọn màu đen như thế này. P3 của Calobiado thì mình nghĩ là ngọn Radian các bạn ạ. Gen Radian, tại vì khi mà vẫn còn sử dụng P3 Unilock thì chính Calobiado cũng đã đổi cái gen đó sang gen Radian. Bây giờ thì P3 thì có nguyên bản là gen Radian thì Calobiado sẽ dùng gen Radian thôi. Hai năm cho Victor Zelinski và anh sẽ gửi phá bì ở ván đấu thứ 8. Cú phá bì tốt rồi. Con bì số 2. Con bì số 2 ở đâu đây? Đầu gậy đẩy à? Một đầu gậy đẩy của Victor Zelinski chứ không phải là cắm ngang vào thành băng dài bên tay trái và tưng ra để điều bi số 3. Vậy sẽ là một tình huống đẩy bi tiếp, nhưng mà anh có thể né được cái đường hình bi, né được con bi số 6 và con bi số 7 ở phía bên phải này hay không? Anh trô luôn, trô về phía trên con bi số 7. Xử lý phải nói là rất thoát tay của Victor Zelinski. Vừa rồi mà ra một má mỏng hơn ở con bi số 3 thì để điều ra con bi số 4 sẽ rất rắc rối. Vâng, xin cảm ơn thiện chí của bạn Định Nguyễn Hữu. Bạn có thể sử dụng cái tính năng donate bằng cách ấn vào cái đồng đô la ở phía dưới thanh chat. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn donate cho ekip. Rất mượt. Cú trô con bi số 6 ở khoảng cách xa. Và tình huống này thì anh sẽ phải giữ cái để đánh con bi số 8 vào lỗ góc phía dưới bên tay trái. Không như vậy là anh sẽ đánh con bi cái sang hẳn bên tay trái để đánh con bi số 8 cùng lỗ với bi số 7. Vậy là một chấm dành cho Victor Zelinski. Và chúng ta sẽ hơi bất ngờ bởi một số thống kê. Đó chính là đây là ván chấm đầu tiên của cả hai đối thủ trong trận đấu này. Calobiado trước đó 5 ván thắng của anh thì không có một ván chấm nào hết. Bây giờ thì Victor Zelinski mới là người đầu tiên đi chấm trong trận đấu này. Tỷ số là 3-5.
Vâng, rồi thì tình huống xử lý ông bi số 7 của Victor Zelensky cũng có một chút áp phê còng, áp phê phía trong. Và một cái yếu tố để mình nhận thấy đó là nó tương tự với cú đánh con bi số 8 của Carlo Biado ở ván đấu trước. Thì Carlo Biado cũng đánh với một lực áp phê còng. Victor Zelensky ở con bi số 7 vừa rồi cũng như thế, nhưng mà anh không trượt, còn Carlo Biado thì trượt. Có thể thấy là Victor Zelensky đã sử dụng cái ngọn revo này lâu hơn. Và đây là dùng phấn rôm. Victor Zelensky dùng cái ngọn revo này lâu hơn so với Carlo Biado nên anh thuận với má đánh còng hơn. Đối với mình thì gần đây cũng đổi sang ngọn carbon để đánh, nhưng mà thấy là cái cú đánh còng ở ngọn carbon này nó khá khó. Rook 9, Victor to break. Sorry, fat. Chúng ta cũng đến với ván đấu thứ 9. Zelensky phá bi. Lại ăn được con bi số 1, không ăn được con bi số 1 nhưng mà ăn được con bi số 2 rồi, ăn được con bi số 2. Một tình huống xử lý mỏng con bi số 1 dọc băng dài bên tay phải và lỗ góc phía dưới bên tay phải sẽ là một tình huống tấn công đẹp dành cho Victor Zelensky. Vâng, đúng rồi, bạn Nam Lương, con 8 của Carlo Biado thì hơi khó hơn con 7 vừa rồi của Zelensky một chút, nhưng mà là một cái hình bi chung, đó là đánh với một chút áp phê còng. Zelensky đã thực hiện một pha thủ bi. Thủ bi cũng không quá sát. Vừa rồi có bi cái mà chạy được vào sát với băng thì sẽ là một hình bi rất khó dành cho Biado khi mà anh không có được đầy đủ đầu gậy để có thể sử dụng áp phê. Có lẽ là Zelensky cũng chưa quen với lực của bàn này. A băng chỉ đơn giản là thoát khỏi thế bị đuôi của Carlo Biado thôi, chứ không phải là một tình huống ra đuôi, không giấu được con bi số 3 đâu cả. Zelensky sẽ tiếp tục có quyền thủ bi, nắm lợi thế chủ động trong ván đấu này. Tình huống thủ bi rất ác, tình huống thủ bi rất ác của Victor Zelensky. Ở cái góc này thì Carlo Biado sẽ có lẽ là sẽ không còn góc để A một băng nữa rồi. Anh sẽ phải nhìn ra một đường A nhiều băng hơn. Rồi, A một băng tình huống này thì sẽ phải mát xe bi cái đi một chút. Ăn luôn. Rồi, quá đẳng cấp các bạn. Dù chính xác là một pha A hai băng của Carlo Biado, điểm chạm rất gần, điểm chạm băng ngắn phía trên rất gần với con bi số 1, ăn luôn con bi số 1. Rất bất ngờ trong tình huống mà Victor Zelensky
thủ bi rất khó. Ở con bi số 2 thì Calobiado vẫn có thể nói là xuất thần, đúng là bằng xuất thần của Calobiado tháo gỡ hoàn toàn, ăn con bi số 2 còn điều luôn con bi số 3 nữa. Một đẳng cấp rất cao đến từ tay cờ Philippines. Nào, đây sẽ lại là một tình huống khó. Và chúng ta có thể thấy là Colobiado vừa rồi có lẽ là muốn trô vào băng để mở Afe ra về phía con bi số 7, chứ không muốn trô trực tiếp như thế này. Nhưng mà có lẽ là cái ngọn mới đã khiến cái lực trô nó bị thút hơn, lực trô thút hơn, cho nên là cái góc ra của con bi cái vừa rồi đã không vào băng mà trô trực tiếp xuống phía dưới con bi, xuống phía dưới lỗ giữa bàn. À, đây là cú đánh con bi số 7 cực kỳ khó dành cho Colobiado. Chấp nhận đánh ăn chơi con bi số 7 và bây giờ sẽ là một hình cân con bi số 8 nếu như Calobiado quyết đoán trong tình huống này có thể cân được. Và vừa rồi là một điển hình của việc là Calobiado chưa quen với cái đường bi trô của ngọn Revo. Và không thành công rồi, cân con bi số 8 không thành công. Có hình dành cho Victor Zelinski và tỷ số có lẽ sẽ được rút ngắn xuống 4-5. Victor wins the rock. Rồi kể cả là cân có hay như thế nào thì trong cái bối cảnh cân bi số 8 thì thật sự cũng là một cái áp lực, không phải là cứ cân là chết được các bạn. Và vừa rồi có câu hỏi của bạn Đức Anh Đỗ Đăng thì có hỏi về cú phá soft hay strong, thì mình có nhận xét là một cú phá nếu mà êm, phá nhẹ, lực trung bình mà điều khiển được khả năng ăn được con bi số 1 ấy, thì vẫn là tối ưu. Tuy nhiên là sẽ không có được cái hình bi tơi. Mà nếu không có được hình bi tơi thì các bạn xử lý dọn bàn nó sẽ khó hơn cái việc là phá lực trên trung bình một chút, vẫn ăn được con bi số 1 và hình bi nó tơi hơn. Đó là cái sự đánh đổi thôi. Nếu như cứ phá mà ăn được con bi số 1 nhưng mà phá nhẹ, ăn được bi số 1 và hình bi nó không được đẹp, không được tơi, khoảng cách các con bi nó díu dít với nhau ấy, thì sẽ là một hình bi dọn bàn rất khó. Nên là chúng ta luyện tập và cân đối làm sao để có được cú phá bi ổn định, tạo độ tơi và điều khiển được khả năng ăn bi số 1 cũng như là con bi cái ở giữa bàn. Nó không đơn giản đâu các bạn ạ. Nếu như mà nói có một cái công thức là phá mạnh hay phá nhẹ, nếu như mà như thế thì các cơ thủ người ta đã giải mã được cú phá này từ rất lâu rồi. Đến bây giờ thì chỉ có được vài ba cơ thủ phá được gọi là ở trình độ cao thôi. Vâng, đúng rồi, phá khoảng tầm 70-80 lực, 80% lực là cái công thức có thể nói là phổ biến. Kể cả cơ thủ Philippines họ cũng đều nói là chỉ phá tầm đấy thôi. Albin Ocean hay Francisco Sanchez Ruiz thì cũng chia sẻ là các cú phá 9 bi này hay là kể cả phá 10 bi cũng không cần phải 100% sức đâu. Chỉ cần khoảng tầm 70-80% là một cái công thức đẹp nhất thôi. Quan trọng là cái điểm phá nữa và làm sao để tạo được cái độ ổn định của tất cả cú phá.
Và đương nhiên là các cầu thủ quốc tế này thì họ có một cái khả năng dọn bàn, cái khả năng điều con bi cái họ sẽ cao hơn cái trình độ của mình rất nhiều. Cho nên là cái việc họ có thể phá ra cái hình bi nó tương đối khó một chút, họ vẫn có thể dọn được. Phòng. Còn đâu đối với anh em người chơi thì cứ xác định là phá phải đẹp thì mới có thể chấm được. Vừa rồi làm tiếng nhảy bi của các Lobiado nhưng mà con bi cái đã rơi xuống lỗ rồi. Bi cái đi hai băng và rơi xuống lỗ. Cơ hội dành cho Victor Zelensky. Vâng, rất mong các bạn thông cảm là ban tổ chức này họ không cập nhật được trực tiếp các trận đấu đang diễn ra. Tất cả các trận đấu đang diễn ra thì họ đều có tỷ số là 0-0 hết, tại vì họ không cập nhật được trực tiếp. Cái việc cập nhật tỷ số trực tiếp này nó cũng khá phức tạp đấy. Bây giờ thì các trận đấu chỉ đang 0-0 thôi, chứ mình cũng không nắm được kết quả đang là bao nhiêu ở từng trận đấu. Rất mong các bạn thông cảm. Tuấn Con với cả anh Kiên Magic thì đều bị loại ở vòng 32 rồi bạn nhé. Đều loại ở vòng trước rồi. 10 seconds. Extension call. Vâng, thưa bạn, tại sao Biado đổi sang ngọn carbon thì đơn giản thôi. Ngọn carbon thì nó là một cái công nghệ mới và thường thì các hãng gậy họ sẽ muốn hướng các cầu thủ của mình sử dụng cái công nghệ mới. Thì như vậy họ mới có thể bán được những cái ngọn mới nhất. À, vừa rồi là một tình huống xử lý cực kỳ hay của Victor Zelensky. Mặc dù anh đứng chắn ở cái băng ngắn phía dưới này, nhưng mà chúng ta có thể thấy là đó là một tình huống mà trô con bi số 3 về băng ngắn phía dưới và con bi cái xả lên giữa con bi số 4 và bi số 8 ra một hình bi hoàn hảo. Theo mình thì bi vừa rồi là hoàn hảo. Người loại cầu thủ Kim Magic chính là Carlo Biado các bạn nhé. Giải này tổng tiền thưởng là 47.700 đô. Quy đổi ra đô là 47.700. Người nhất hình như được 15.000 thì phải. Vậy là một hai cái ván bi không như ý của Carlo Biado thôi, thì tỷ số từ 5-1 đã lên đến 5-5 rồi. Victor Zelensky đã lấy lại được lợi thế của mình và cũng không quá khi nói rằng lợi thế đó đã được trao lại cho Victor Zelensky bởi chính đối thủ của anh Carlo Biado trong trận đấu này. Fedor thì không đánh giải này các bạn ạ. Giải này thì chỉ có hai cầu thủ phương Tây đáng chú ý nhất, đó chính là Victor Zielinski chúng ta đang theo dõi và Moritz Neuhausen của Đức thôi. Giải này có lẽ là có ý nghĩa hơn đối với các cầu thủ châu Á khi mà điểm ranking sẽ được cộng vào cái bảng xếp hạng ranking để tham gia RS Cup năm 2024. Giải đấu đầu tiên của Red Cup được tổ chức. Rất tiếc là cầu thủ Dương Quốc Hoàng chúng ta sẽ không bố trí được thời gian để có thể tham gia giải đấu này. Nếu tham gia giải đấu này và vào sâu một chút thì Dương Quốc Hoàng sẽ củng cố vị trí của mình trên cái cuộc đua để tham dự Red Cup năm 2024. À, vâng thưa bạn, một số cầu thủ thì họ đổi sang đánh ngọn Revo một thời gian xong họ lại quay lại ngọn Mộc. Nhưng mà mình nghĩ đó chỉ là nhất nhất thời Back thôi. to Cuối cùng thì họ cũng sẽ chuyển sang ngọn break. Revo đánh Five, hết, ngọn Carbon đánh hết mà thôi. Tại vì các hãng gậy thì họ đều muốn là các cầu thủ của mình sẽ sử dụng ngọn với công nghệ mới nhất. Trước đây thì đã có trường hợp mà Joshua Filler chuyển sang ngọn Revo đánh một thời gian. Anh lại quay về với ngọn Z đánh khoảng tầm 2-3 năm, nhưng mà sau đó thì gần đây anh lại chuyển hẳn sang ngọn Revo 12.4 rồi.
Victor Zielinski cũng là một cầu thủ như vậy, trước đây cũng đã thử sức với ngọn Revo và sau đó thì anh lại quay về ngọn gỗ. Bây giờ lại đánh ngọn Revo. Four. Rồi làm tình huống phá nhưng mà không ăn bi của Victor Zielinski. Không, rơi cái, ăn bi 1 và rơi cái. Như vậy là cơ hội sẽ trao lại cho Colobiado. Một hình bi mở và quyền đặt bi trong tay. Hơi với một chút, Việt Đồ sẽ đẩy bi cái lên. Vâng, rất xin lỗi các bạn, vừa rồi thì mình có để ý nhiều hơn đến cái thanh chat, cho nên là mất hình ở cái hình phá của Victor Zielinski. Mắt thì không thể nào lúc nào cũng dính vào cái màn hình được. Còn nếu không thì các bạn sẽ lại bảo là không đọc comment, không giao lưu với khán giả. Nói chung là mỗi cái nó đều phải có sự cân bằng thôi. Rất nhanh khi mà Victor Zielinski phá rơi cái thì Colobiado dọn bàn rồi, hình bi không có gì khó cả. Quyền đặt bi nữa. Vâng, cũng chia sẻ thật với các bạn là các bình luận viên ấy thì bình thường rất chú ý vào trận đấu, tuy nhiên là ở cái khoảng thời gian giữa các ván đấu ấy thì sẽ tranh thủ đọc comment một chút. Vừa rồi thì mình đọc comment hơi bị nhiều nên là lỡ cú phá của Zielinski chắc chỉ 1-2 giây thôi. Vậy là trận đấu mới chỉ trải qua có một nửa quãng đường thôi. Mình nghĩ là cái phần căng thẳng nó còn ở phía trước. Rock tell, call to break. 6-5. Nào, chúng ta cùng trở lại với ván đấu thứ 12. Colobiado lại có được lợi thế rồi. Một hình bi phá rất đẹp của Colobiado. Ăn con bi số 1, con bi số 2 đi hai băng về khoảng tầm giữa bàn phía trên. Con bi cái này ở vị trí thuận lợi. Một cơ hội đi chấm dành cho Colobiado. Và hình bi này thì anh sẽ phải kén má một chút khi điều con bi số 2 ra con bi số 3 các bạn ạ. Một lực trô tương đối lớn. Dựng con bi cái về băng dài bên tay phải và tưng ra một khoảng cách tương đối. Chứ không thể để má vách về phía bên phải để con bi số 3 được. Rồi, như vậy là đây là một hình bi đẹp.
gần như thẳng tắp, có thể trô về đánh con bi số 4 được. Nếu như mà con bi cái vừa rồi đi ít hơn khoảng tầm 5 hay là 10cm thôi thì sẽ là một hình bi khó điều do bi số 4 sẽ có rủi ro va chạm với bi số 9 hoặc bi số 7. Vị trí này là đẹp rồi, hoàn toàn có thể trô trực tiếp về được. Giải đấu này thắng phá các bạn nhé. Vâng, về cầu tay của Carlo Biado ấy, thì mình được một người anh chia sẻ là nếu mà cầu tay mà ngón giữa ấy, không tiếp xúc mặt bàn ấy, thì sẽ có một cái xu hướng là các cái điểm chạm khác của tay sẽ chắc hơn. Các bạn cứ thử mà xem. Mình đã thử và thấy đúng là như thế. Khi mà bạn chạm cái mặt bàn bằng bàn tay này, rồi ngón trỏ và ngón út, sau đó thì hai ngón còn lại thì chạm nhẹ thì nó sẽ tạo cái độ chắc hơn ở cái vị trí của ngón trỏ và ngón út. Còn nếu như mà chạm nốt cả cái ngón giữa xuống ấy thì sẽ có nhiều điểm chạm hơn và các cái điểm chạm sẽ không được chắc bằng. Đó là một cái chia sẻ mà mình thấy cũng hợp lý và mình đã thử và thấy đúng như vậy. Tỷ số nâng lên 7-5 rồi. Một chấm cho Carlo Biado, hình bi không có gì, phá ra là đẹp luôn. À, thưa các bạn, chúng ta đã bước đến vòng 16 cầu thủ cuối cùng của giải đấu này rồi. Và Việt Nam rất tiếc là không còn cầu thủ nào cả. Có hai cầu thủ lọt đến vòng 32 thì đã bị loại là cầu thủ Đặng Thành Kiên và cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Rockstar to call to break. 7-5. Đây sẽ là ván đấu thứ 13 và Carlo Biado tiếp tục phá bi. Phá tốt nữa. Phá ăn được con bi số 1, con bi số 2 thuận lợi để đánh ra con bi số 3, nhưng mà chúng ta chờ xem cái hình bi này thì con bi số 7, con bi số 6 vấn đề gì không. Con bi số 5 lại đang ở một vị trí có thể nói là thuận lợi để điều con bi số 6 luôn. Có lẽ hình bi này thì vẫn hết thôi. Cái khó khăn của anh sẽ làm một tình huống điều con bi số 3 ra con bi số 4.
Vâng, ở đây thì sẽ chọn một cái má để có thể vênh một chút. Sau đó điều ra con bi số 4 ra con bi số 5 ở một đường thẳng tắp là có thể dừng cái và đánh luôn con bi số 6 được. Má lại ở gần băng hơn, như vậy là vếch ra ngoài. Thì hôm nay vếch ra ngoài còn đẹp hơn nữa, quá đẹp cho Calobiado. Đánh cúp luôn của Calobiado. Rồi không phải là một tiếng trô lại. Mở lên trên mà đánh cúp luôn về phía trên bên trái con bi số 8. Xử lý rất hay. Tỷ số sẽ được nâng lên 8-5. Chấm thứ hai liên tiếp dành cho Calobiado. Nhìn Viktor Zielinski rất chán. Gác chân lên để thưởng thức trận đấu của Calobiado. Và chúng ta sẽ có ít phút giải lao. Mountain Lushan is located in the northern part of Jiangxi Province, to the north of the Yangtze River and the south of the Poyang Lake. UNESCO World Heritage experts evaluate it as one of the birthplaces of Chinese civilization. It is a UNESCO World Heritage Site and a UNESCO Global Geopark, a 5A scenic area in China. One of the top 10 famous mountains in China, make spots such as Hanpo Pass, Wulaofeng Peak, Three Steps Waterfall, Ruching Lake, Silver Waterfall. Guilin Transfrain make people linger. Guilin and the Mountain Lushan became a summer resort in China. Mountain Lushan, a wonderful place in the world. Unveiling CPBA Factory, the heartbeat of billiard innovation. Our high-end, state-of-the-art machines sculpt excellence into every details. Immerse yourself in the symphony of precision and witness the game-changing craftsmanship that defines CPBA. CPBA Factory, where we produce high-end quality cloth, a testament to the love professional billiard players deserve. Visit our official website at cpbabrand.com.
the House of Champions. We take pride in the epitome of discipline, where the world's most tenacious and skilled players forge a league of their own. Within the CPBA Pro Team, champions are not born. They are meticulously crafted through dedication, skills, and an unyielding passion for the game. Welcome to a league where every player is a testament to the relentless pursuit of excellence. The CPBA Pro Team. Visit our official website at cpbabrand.com. Rack 40. Call to break. 8-5. Và chúng ta sẽ trở lại với trận đấu này. Ván đấu thứ 14, Colobiado phá bì. Rồi chúng ta sẽ có, đã có một vài phút giải lao. Phá ăn được con bi số 1 và con bi số 8. Con bi số 2 thì có thể tấn công được. Tuy nhiên là cầu tay sẽ phải cò trên con bi số 5. Xin lỗi, bạn cò tay như con bi số 4. Đây là bộ bóng Dynasphere, cho nên là cái màu của nó khác với cái bộ bóng Black Aramid một chút. Rất chuẩn. Gãi luôn con bi số 3 ra vị trí gần với cả lô giữa bàn. Sẽ là một tình huống phải đánh khá nhiều băng đều con bi số 4. Và thậm chí còn phải chọn xem con bi số 4 thì đều ở lỗ nào nữa. Hay là 49 luôn. 49 luôn cũng là một phương án tốt. Ten seconds. Tension call. Một pha đánh 5 băng. Một pha đánh 5 băng để điều con bi số 4 vào lỗ giữa bàn. Nhưng mà đã bị va chạm vào con bi số 5 mất rồi. Đánh mỏng con bi số 4 vào lỗ giữa bàn bên tay trái. Quá hay của Colobiado. Tuy nhiên sau khi anh quyết định không cộng bi 49 trước đó, thì bây giờ đánh con bi số 5 xong anh sẽ phải cộng bi 69 chăng. Đường đi của bi cái này thì có lẽ sẽ lên phía trên bên phải con bi số 6, thuận lợi để thực hiện một pha đánh cộng bi 6 và 9. Chứ còn để mà điều ăn riêng con bi số 6 này thì hơi khó. Lắc lỗ, tình huống cộng với lực lớn của Colobiado, anh đã thực hiện không thành công. Chúng ta phải thấy ở góc máy quay vừa rồi thì lỗ khá nhỏ đấy. Vừa rồi không hiểu sao Colobiado không cộng một lực êm nhỉ. Có lẽ là anh muốn đè một lực để đưa tâm con bị cái tiến lên phía trên một chút. Extension call. Số 7 đánh vào lỗ giữa bàn bên tay trái, là con bi số 9 đứng cửa lỗ rồi. Gọi thêm giờ nữa cho chắc chắn, gọi thêm giờ nhưng mà đánh luôn.
Victor wins a rock. Thank you. Tỷ số là 6-8 rồi. Victor Zelensky đã gỡ được thêm một ván nữa. Đúng rồi, con bi vừa rồi. Những con bi cộng ở khoảng cách xa như vậy, con bi cái ở xa lỗ như vậy thì không bao giờ là dễ cả. Đó cũng chính là cái lý do mà Carlo Biado đã quyết định không cộng bi 49 trước đó. Nhưng mà sau đó đến khi ra má con bi số 5, ra bi số 6 như vậy thì không cộng 6-9 không được. Không thể điều được ăn riêng con bi số 6 nên Carlo Biado phải cộng mà thôi. Rock 15, Victor to break, 6-8. Chúng ta đến với ván đấu thứ 15. Victor Zelensky phá bi. Không tốt rồi, cú phá bi của Victor Zelensky không ăn được bi nào cả. Đánh con bi số 1 quá chính xác ở khoảng cách xa của Carlo Biado. Điều ra con bi số 2 rất thẳng để đánh về con bi số 3. Hình bi này cũng là quá đẹp rồi. Sẽ rất bất ngờ nếu như Carlo Biado không dọn hết được ván đấu này. Con bi số 4 này hơi thẳng một chút. Nếu mà thẳng thì anh sẽ phải chấp nhận đánh con bi số 5 mỏng. Còn nếu không thì sẽ phải trô về và mở góc ở băng ngắn phía trên. Là một tiếng trô về và xòe áp phê ra mở góc để không phải đánh quá mỏng và đưa bi cái đi nhiều băng ở con bi số 5 ra con bi số 6. Tình huống này là tình huống khá rủi ro dành cho Carlo Biado đây. Một cú đánh ở khoảng cách trung bình. Thật ra cú đánh khoảng cách hơi bị xa một chút. Và sẽ phải đưa bi cái về dưới cái vị trí con bi cái đang đứng hiện nay. Lắc lỗ. Một cú đánh khó. Thật sự là cú đánh vừa rồi là cú đánh khó dành cho cầu thủ người Philippines. Nhưng mà ngay sau đó thì là một cú đánh combi số 6 để lại cho Zelensky ở một vị trí còn khó hơn. Cú đánh này, đường combi số 6 này là đường thẳng tắp và combi cái lại nằm sát với cả băng ngắn phía dưới nữa.
rất khó để cho Victor Zelensky có thể xử lý được. 10 seconds. Extension call. Có thể để ăn và chấp nhận đánh con bi số 7 khoảng cách xa và má mỏng. Thủ bi rồi. Nào, con bi cái cần phải dừng lại. Kick and stick của Carlo Biado rất hay. Bi số 6 lại đuôi sau bi số 9 rồi. Tình huống xử lý quá hay của Carlo Biado. À, như vậy là Zelensky có thể đánh mỏng được con bi số 6 vào phía trên bên tay trái. Nhưng mà có lẽ anh vẫn sẽ thực hiện một pha bằng kick and stick thôi. Không thành công rồi. Một tình huống xử lý A băng rất dễ lỗi. Kick and stick là một cú đánh không đơn giản. Nhìn thì rất là đẹp, nhưng mà để thực hiện được nó thì phải cực kỳ chuẩn ở đầu gậy. Còn nếu không thì không va chạm được trực diện vào phía con bi đích thì sẽ ra một má như thế này. Cả con bi cái và con bi đích sẽ đều ra một vị trí thuận lợi cho đối phương. Như vậy là Carlo Biado sẽ có điểm hưu cho mình trong trận đấu này. Tỷ số sẽ nâng lên 9-6. Carlo wins the rock. Vâng, thưa bạn, cú kick and stick là những cú đánh mà các cầu thủ sẽ sử dụng khi mà con bi đích nó ở gần với cả băng. Và họ sẽ phải thực hiện pha băng. Pha băng đó thì lý tưởng là sẽ đẩy con bi đích vào băng dài và xả xuống băng ngắn phía đối diện. Còn con bi cái sẽ đứng im sau khi va chạm với băng và va chạm vào con bi đích. Thì ở cái yêu cầu của nó thì nó sẽ phải A băng trực diện được vào con bi đích thì mới hạn chế được cái đường văng của con bi cái. Nó mới gọi là một cú stick được. Bi cái đứng hự ở đó. Còn nếu như mà va chạm không trực diện được vào con bi đích thì con bi cái nó vẫn có đường để nảy lên phía trên và nảy ra giữa bàn thì sẽ là một tình huống thuận lợi cho đối phương. Rock 6 to card to break. 9-6. À, cú phá của Carlo Biado trong tình huống này thì đã ăn được con bi số 3 rồi. Nhưng mà con bi số 1 thì có vẻ đuôi sau con bi số 6.
có lẽ sẽ còn má mỏng ở phía bên tay trái con bi số 1 để Biado có thể chạm được cân con bi số 1 lên, và con bi cái sẽ đi 2 hoặc 3 băng dưới dưới này. Như vậy là còn đường nguyên. Chúng ta không có được góc máy quay tốt nhất để có thể tính toán được, còn có thể nhận định được tốt. Carlo Biado đã thực hiện một pha đánh trô mi cái về phía mi số 7 nhưng mà va chạm vào mi số 5 nên đã đuôi sau con mi số 7 mất rồi. Tình huống không may dành cho cầu thủ người Philippines. Ten seconds. It's tension call. Cơ hội dành lại cho Victor Zielinski. Tình huống đánh con bi số 2 ở khoảng cách xa. Nhưng mà con bi số 4 thì lại thuận lợi. Điều tệ nhất của Victor Zielinski là điều ra thẳng tắp con bi số 4 mà thôi. Và Zielinski lại một lần nữa đã thực hiện không thành công. Cú đánh không quá khó nhưng mà có lẽ bây giờ thì Victor Zielinski chỉ chờ Carlo Biado dọn hết thôi, chứ còn anh bây giờ không còn tí chiến ý nào cả. Rất hay, từ huống đánh combi số 4 ra combi số 5 vừa rồi của Carlo Biado không có quá nhiều góc nhưng mà anh vẫn có thể đánh táng ra được. Ép combi cái một băng ngắn phía trên ra phía vị trí rất đẹp để đánh combi số 5. Khoảng cách của combi cái với combi số 5 thì hơi gần một chút. Và ở góc này thì đẹp rồi. Cuối cùng và như vậy còn có bi số 9 này nữa thôi, Carlo Biado sẽ giành thắng lợi và miễn rồi. Tỷ số là 16 cho Carlo Biado trong trận đấu ở vòng 16 cầu thủ gặp Victor Zielinski, anh đã lọt vào đến trận tứ kết. Và thưa bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không còn trận đấu nào nữa. Ngày mai thì giải đấu sẽ còn 3 vòng là tứ kết, bán kết và chung kết. Chúng tôi sẽ gửi đến các bạn trên YouTube của Việt Nam Bilas Promotion cũng như YouTube Thể thao VN. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong buổi tường thuật chiều ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong các trận đấu cuối cùng của giải đấu Radisson Lushan Open năm 2024 được tường thuật trực tiếp tới các bạn trong ngày mai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mountain Lushan is located in the northern part of Jiangxi Province, to the north of the Yangtze River
and south of the Bouyang Lake. UNESCO World Heritage experts evaluate it as one of the birthplaces of Chinese civilization. It is a UNESCO World Heritage Site and a UNESCO Global Geopark, a 5A scenic area in China, one of the top 10 famous mountains in China. Next spots, such as Hanpo Pass, Wulaofeng Peak,